Xin chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay xin giới thiệu với tất cả anh em một bộ combo. Bộ combo này thì rất là rẻ thôi, giá là 9.1 triệu các bác nhá, 9.100.000 đồng. Anh em sở hữu ngay một cục đẩy LA850 anh em nhá. Đẩy LA850 với công suất chuẩn là 800W, anh em có thể chơi tốt được một cặp 40 và một cặp 30. Thì ở đây em đang chỉ phối ghép với hai cặp bát 30 thôi anh em nhé. Hai cặp bát 30, đó là cặp JBL 4012. Đó, 4012 và cặp TVK12 ở bên trên kia. Đấy, đang ghép với hai cặp 30 đánh thoải mái anh em nhé. Đấy, hai cặp 30 bên này cũng vậy, em linh loa. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, thì với một combo như này thì các bác có thể thấy là rất là gọn nhẹ đúng không ạ? Chỉ một vang và một micro, một cục đẩy thôi. Nhưng mà cái chất âm của nó thì rất tuyệt vời anh em nhé. Con vang này thì nó có 8 chế độ eco cộng revert anh em nhé, 4 chế độ eco và 4 chế độ revert. Đấy, thì anh em có thể tham khảo, chọn được rất là tốt. Đấy, và với cái bản mới nhất này thì anh em cái mức volume không cần phải để cao đâu anh em nhé, để rất là thấp thôi và tiếng nó đã rất là hay rồi. Tiếng rất là hay, ok, tiếng hay. Đấy, thì với một combo như này thì anh em có thể thấy là giá rất vừa phải, chỉ hơn một chiếc âm ly một chút thôi anh em nhé, mà chất âm em đổi lại thì rất là cao. Cộng tác thêm là con này có Bluetooth và cổng quang anh em nhé, có thêm Bluetooth và cổng quang, anh em có thể thấy là rất là tiện lợi dùng trong gia đình. Đấy, rất là tiện lợi anh em nhé, rất là tiện lợi. Đấy, cục đẩy này thì không phải nói rồi, size nó là size ngắn anh em nhé, size 38cm thôi anh em nhé. Đấy, size 38cm thôi, anh em có thể thấy là size ngắn này thì nó rất là tiện, đút tủ rất là gọn nhẹ anh em nhé, đút tủ rất là gọn nhẹ. Đấy, anh em có thể thấy là nó rất là ngắn. Bình thường những cục đẩy khác nó phải rơi tầm khoảng độ ngoài 50cm anh em nhé. Bình thường như cục 4 kênh này thì nó dài, rất là dài. Đó, thì anh em có thể thấy là kể cả những cục 2 kênh trên thị trường nó cũng rất là dài. Nhưng mà đây đây là 2 kênh, bên em là toàn size ngắn thôi anh em nhé. Đút tủ rất là vừa và thiết kế mặt rất đẹp luôn ạ. Một màu đen rất là đẹp. Và con Zia KM8X này thì cũng rất là đẹp theo. Với mẫu dòng LA này bên em đang có là 450 và 650 anh em nhé. 650 và 450. Đấy, anh em có thể tùy chọn cấu hình. Và cao nhất bên em có là 1102 này, con này 1000W anh em nhé. Đều size rất ngắn, đều size chỉ 38cm thôi. Anh em có thể lựa chọn cho phù hợp với gia đình nhà mình, tùy công suất anh em nhé. Chơi gia đình thì chơi một con 850 này đánh hai cặp bát 30 đã thoải mái rồi. Đó, rất là thoải mái luôn. Và với con KM8X này thì không phải giới thiệu nhiều, anh em đã xem rất nhiều rồi. Con này thì bên em làm rất nhiều video về con này anh em nhé, test rất là nhiều video con này rồi. Anh em có thể là lên YouTube anh em gõ là KM8X thắng cao audio là anh em có thể xem được nó rất là chi tiết. Em đã hướng dẫn căn chỉnh và hướng dẫn kết nối. Đấy, kết nối cũng rất là đơn giản thôi anh em nhé, vì con này nó là có 3 thiết bị thôi. Thì anh em có thể thấy là kết nối nó rất là đơn giản, chỉ đẩy xuống từ vang xuống đẩy là xong, nhạc cắm vào vang thế là xong. Còn cái này thì micro cắm vào xuống vang thế là ok, dây rất rắc rất gọn gàng. Và điều đặc biệt là con này có cả dây quang anh em nhé, có dây quang luôn, anh em có thể là rất là dễ dàng anh em ghép nối. Đấy, có Bluetooth cổng quang cho anh em luôn. Thì với một bộ 9.100.000 đồng này là rất là ok. Đấy, vang chỉnh cơ và có 8 chế độ, có revert anh em nhé. Anh em có thể chỉnh độc lập được revert này anh em nhé, có thể chỉnh độc lập revert này, nó rất là tiện. Chỉnh độc lập này anh em muốn nhiều hay ít revert thì anh em có thể là anh em tùy ý. Đó, còn con 850 này không phải nói nhiều rồi, đã có rất nhiều các clip về nó rồi, kể cả mic UGX12 ba la mã nữa. Một bộ mic này giá cũng rất vừa tiền, anh em có thể là tham khảo bộ mic này dùng trong gia đình hoặc anh em đi sự kiện nhỏ nhỏ anh em có thể dùng được, rất là tiện. Và bộ này thì anh em có thể thấy con vang này có thể đi sự kiện được anh em nhé. Anh em có thể chuyển mốt 4 ra để revert anh em, để revert anh em có thể phát biểu, và mốt 5 này cho mọi người hát. Đấy, mốt 4 là anh em có phát biểu, MC phát biểu thì anh em có thể sử dụng mốt 4 và mốt 5 anh em sử dụng cho hát bình thường. Đó, rất là tiện lợi, tiện dụng và rất là hay, dễ chỉnh anh em nhé. Riêng con KM8X này anh em có thêm phần exciter, phần nâng tiếng anh em nhé. Đó, rất là dễ chỉnh thôi ạ. Hai cổng mic đằng trước và ba cổng mic đằng sau, tổng có tất cả 5 cổng mic anh em nhé. Đấy, thoải mái cho anh em sử dụng luôn trong gia đình. Đấy, tiếng nhạc cũng rất là hay. KK thì anh em sẽ nghe ở phần sau. Anh em nào có nhu cầu mua hàng anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé.
ở bên em giao hàng toàn quốc. Rồi, chào tất cả các bác, hẹn các bác ở những clip lần sau. Các bác nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để xem những video mới nhất bên em các bác nhé. Xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Xin chớ buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều trong lúc làm xa. Rồi đến đêm khuya vắng, em chờ giấc mơ màng là.